Dạ, TV256 xin mến chào quý vị. Quý vị đang thấy đây là cái trang nhạc của anh Đồng Bảo Châu đó. Thì TV256 cũng đã từng quen với anh Đồng Bảo Châu qua Facebook đó. Thì hôm nay đó TV256 tình cờ đọc được cái bài viết của anh Đồng Bảo Châu. Nhưng cái đường bài viết này rất là hay đó thưa quý vị. Đây là cái hình ảnh ở giỏ đường của anh Đồng Bảo Châu đó. Sẽ thấy một chút cái không khí tập võ đường tinh thần do võ sinh của tôi. Cái võ đường này thì nó ở Việt Nam. Nó ở Việt Nam nhưng mà cái bài viết của anh Đồng Bảo Châu đó làm TV256 nhớ lại cái thời mà lúc mà TV256 có một đứa con gái cũng vào khoảng 13 14 tuổi đó, thì TV256 cho nó học võ karate taekwondo chứ không phải karate, xin lỗi, taekwondo, võ đại hàn đó. Thì khi mà anh Châu anh nhắc lời đó là con mình học võ thì mình cũng nên đến cái trường học võ để mình học chung với con, để mình có thể tạo nên những cái kỷ niệm mà tốt đẹp về sau cho gia đình. Thì đại khái thì anh Châu cũng có bài viết như vậy, thì TV256 muốn làm cái clip này đó để cho quý mà phụ huynh đó để hiểu được, để có một cái tình thân với người con của mình. Thì học võ mà cha mẹ cùng học chung với con ấy, thì TV thấy rất là hay để mà tạo nên nhiều cái kỷ niệm để mà gắn bó giữa cha mẹ với con cái. Thành ra hôm nay thì chút xíu nữa thì TV cho quý vị nghe chị Google chỉ đọc nha, chỉ đọc bài viết của Đồng Bảo Châu, thì bài viết cũng ngắn thôi nhưng mà rất là xúc tích, rất là hay. Mà quý vị để ý cái trang mà Đoàn Bảo Châu này nè, nó đưa anh Châu đưa ra nhiều cái bài viết lý luận rất là sâu sắc mà chúng ta có thể học hỏi, và tôi thấy rất là tâm đắc, gọi là có cái người bạn như Đoàn Bảo Châu này nhiều bài viết hay lắm quý vị à. Ừ, thành ra TV giới thiệu quý vị võ đường Đoàn Bảo Châu nha. Facebook là Châu Đoàn. Đó quý vị thấy những người Nào, thí mạnh mẽ sinh bây đánh giờ. này. Đúng một tuần nữa, đúng cái giờ này, 5 giờ sẽ có cái buổi khai giảng lớp mới. Mạnh như con đấm. Đúng 5 giờ nha, ngày 4 tháng 9 đó. Bây giờ bên Việt Nam thì ngày 4, ngày 5 tháng 9 thì đã qua rồi. Nhưng mà TV256 nghĩ rằng quý vị cũng có thể đến ghi danh trễ cũng có thể được. TV nghĩ như thế thôi. Ghi danh trễ vào ngày 5 tháng 9. Không? Rồi bây giờ mời quý vị nghe cái bài viết của anh Đoàn Bảo Châu nha. Để cho chị Google chỉ dịch. Chứ nhiều khi TV đọc cũng lảng quảng lắm, thành ra mời quý vị nghe nha, nghe cái giọng dịch của chị Google nha. Bài viết rất là hay của Đồng Bảo Châu. Quý anh chị em nào mà đã từng là có cha mẹ và có con mà cỡ khoảng 13 14 tuổi á, nên cho đi học võ, nên cho đi học võ để tạo những cái kinh nghiệm để mà gắn bó với con, thì cái gia đình nó sẽ rất rất là tốt. Rồi mời quý vị nghe nhé. Tại sao tôi động viên các phụ huynh dành thời gian đi tập võ cùng con? Đây là truyền thống của châu đoàn karate do ở võ đường tôi có rất nhiều cặp bố con, mẹ con hay cả gia đình tập cùng nhau. Những người làm bố, làm mẹ rồi sẽ trải qua cảm giác khi thấy hụt hẫng khi con cái xa mình, ấy là khi chúng bước vào tuổi teen.
Vào tuổi này chúng thích sự độc lập, không thích chuyện trò với bố mẹ. Thậm chí không thích ra ngoài uống cà phê hay đi nghỉ mát cùng bố mẹ. Đây chính là tâm trạng của tôi trong giai đoạn này, nhưng tôi hiểu ấy là quy luật của cuộc sống và tôi phải quen với thực tại mới này. Tuy nhiên, việc ấy không dễ. Tôi nhớ khi đi đâu, hô một tiếng là chúng hớn hở đi cùng. Tôi nhớ khi tôi trêu đùa là chúng cười ầm ầm tán thưởng, hay khi tôi bắt đầu một câu hát quen thuộc là chúng hăng hái tiếp lời. Tôi nhớ, hóa ra tâm hồn của Âu Man còn yếu đuối hơn của bọn chúng, hóa ra chúng ta còn cần chúng hơn là chúng cần ta. Vậy tại sao các phụ huynh không mạnh dạn tập cùng con thay vì đứng chờ để đón con sau mỗi buổi tập? Rồi đây các bạn nghĩ lại sẽ thấy việc luyện đòn cùng nhau, đổ mồ hôi cùng nhau, đối luyện hay đấu với nhau là một kỷ niệm rất đẹp. Chưa kể, về nhà có thể lôi nhau ra ôn đòn, luyện đòn cùng nhau, lại có cớ để dùng thời gian với con. Gia sản ta để lại cho chúng không chỉ có của cải mà điều đẹp đẽ hơn là ký ức đẹp đẽ. Tài sản chúng có thể làm ra được nhưng ký ức đẹp của tuổi thơ, kỷ niệm với bố mẹ thì không thể tạo ra được. Quý vị thấy không? Qua cái bài viết này đó mà TV256 đọc tới đâu là cảm thấy hối hận đến đó. Là tại sao khi mà con nó vào cái tuổi teen đó mình không có tập võ cùng chung với nó, mà nó đi học võ thì nó đi có một mình, với có thể là đi với má nó thôi. Mà mình không nên bỏ một chút thì giờ để mà mình tạo những cái kỷ niệm để mà gắn bó cho gia đình. Đấy không? Thành ra qua cái clip này TV nhắn nhủ đến tất cả các phụ huynh học sinh mà có con em mà cỡ khoảng tuổi teen đó, 13, 14 tuổi, thì nên cho con đi đi học võ hoặc đi bơi hoặc đi đánh tennis. Thì con gái của TV cũng học những thứ đó, nhưng mà gần như là không có xuất hiện của TV256, đúng không? Thành ra mình thấy rất là hối hận. Mình chỉ nhớ rằng là khi nó đi đá banh thì mình có tham dự coi nó đá banh, nhưng mà khi mình có mình tham dự mình coi thì nó đá trái banh nó vào cái gôn của nó thì có đá không? Thành ra mình nhớ hoài cái kỷ niệm đó. Lúc đó nó mới giờ tập đá banh đó, thành ra nó không biết nó cái đá và cái golf của golf của nó. Rồi thôi ha, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Nhớ nha, TV256 nhắc nhở cho quý anh chị em đó mà có gia đình đó, nên tạo những nhiều cái kỷ niệm với con cái. Để cho nghe cái tiếng nói chút xíu cho có vẻ hào hứng. Nhìn như vậy, tất cả những bạn này là chưa thi gì đâu, sắp tới là sẽ thi đây xanh đấy. Đây bạn, các bạn này thì chưa được thi. Đó là lời những của bạn anh tiếp tục Đồng bán Bảo đấy, Châu đó quý vị, làm đi lời con, của sắp hết võ giờ sư rồi Đồng là Bảo cố Châu là im lặng có thể gọi hết kia hai cái cho nó ấy chứ, sôi nổi chứ. Rồi chân của Tuệ cũng mạnh lắm, chân của Vũ cũng mạnh lắm. Vũ hôm nay 10 tuổi con nhỉ? Như là Sam tập cũng tiến bộ, như là hơi mải chơi tí rồi. Sam là cũng khỏe lắm. Cố lên đấy. Khán giả mà đá cực sân karate phải cao lên này này. Đó, người ta xem người ta còn biết là cao lên này này. Nhớ không? Để phô cái vẻ đẹp của mình như không? Kỹ thuật lúc nào mình phải nghiêm khắc với mình. Muốn giỏi thì mình phải nghiêm khắc với mình thì mới tiến bộ được. Nào, cố lên nào. Rồi, một chút để các bạn thấy được cái tinh thần tập luyện của võ đường của các võ sinh của tôi thôi. Rồi. Xin chào các bạn. Cảm ơn Đồng Bảo Châu nhiều anh Châu ơi. Dạ, cảm ơn cái bài viết của anh rất là hay. Dạ, mến chào quý vị.